Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bê bối cận vệ lương cường và vấn đề quấy rối tình dục tại Việt Nam. Ngày 22 tháng 11, FA tiếng Việt đăng bài bình luận vụ bê bối của cận vệ lương cường và vấn nạn quấy rối tình dục ở Việt Nam. Và đây là hình bài trên AFA. Theo đó, AFA cho biết tháng 4 năm 2018, phong trào hashtag MeToo lan đến Việt Nam từ câu chuyện của phóng viên báo tuổi trẻ tố bị một cán bộ của báo này hiếp dâm sau đó là câu chuyện trong giới giải trí của Vũ Công, Phạm Lịch, Lê Hoàng Nga Mi, người mẫu Kim Phượng tố cáo tình trạng bị gạ tình, bị quấy rối tình dục, thậm chí bị hiếp dâm. Nhưng rồi phong trào chìm xuống nhanh chóng bởi nhiều trở ngại về mặt luật pháp và thành kiến xã hội. Nhưng nạn quấy rối tình dục thì ở lại. Tháng 3 năm 2023, công ty truyền thông NOI chia sẻ bài viết dựa trên những khảo sát về sắc đẹp, hôn nhân, quấy rối tình dục, công việc được chính phụ nữ Việt Nam kể ra. Kết quả cho thấy, gần 90% phụ nữ được khảo sát cho biết họ từng gặp tình trạng quấy rối tình dục, thậm chí khi còn rất nhỏ. AFA nhấn mạnh, có hơn 60% số nạn nhân không tìm kiếm sự giúp đỡ vì không hiểu rõ đó là hành vi quấy rối, không biết phải phản ứng thế nào và không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Cũng có những nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chỉ 20% hài lòng với sự hỗ trợ mà họ nhận được. AFA dẫn lời một nạn nhân chia sẻ Tôi không đủ tin tưởng để chia sẻ với người khác. Tôi lo lắng về những gì họ sẽ nói và tôi không muốn ai biết chuyện đó, kể cả người thân. Nếu tôi chia sẻ về điều đó, mọi người cũng sẽ có xu hướng trách móc tôi và điều đó càng khiến tôi cảm thấy dễ bị tổn thương hơn. Và đây là hình cận vệ của Chủ tịch nước tại Tòa án Chile ngày 11 tháng 11. AFA dẫn một phân tích của tiến sĩ tâm lý Phạm Quỳnh Hương theo bà, người phụ nữ sẽ bị áp lực xã hội và gia đình rất lớn khi nói ra chuyện bị lạm dụng tình dục cho người thân biết hay chia sẻ trên phương tiện truyền thông. Có trường hợp gia đình tan vỡ vì người chồng không chịu nổi áp lực từ dư luận, cô gái trẻ không thể lấy chồng vì người yêu của cô không đủ can đảm bảo vệ cô khỏi những lời đàm tiếu. AFA nêu vấn đề vụ việc liên quan đến cận vệ của ông Lương Cường, nguyên thủ quốc gia Việt Nam, bị bắt khi đi ban giao ở nước ngoài dưới cáo buộc quấy rối tình dục khiến nhiều người đã câu hỏi về sự dính líu của người có quyền ở Việt Nam trong vấn nạn quấy rối tình dục. Chỉ có người có quyền mới có thể chính trị hóa quấy rối tình dục nhằm mục đích bịt miệng nạn nhân. AFA nhắc lại câu chuyện nổi tiếng của nhà thơ Dạ Thảo Phương cách nay 2 năm, bà đăng trên Facebook rằng bà từng bị phó tổng biên tập báo văn nghệ Lương Ngọc An nhiều lần quấy rối tình dục trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2000, bất chấp những phản đối quyết liệt của bà. Sau đó, bà cùng với sự làm chứng của những người đã tố cáo với lãnh đạo Bảo Văn Nghệ, nhưng lời tố cáo đã không được giải quyết thỏa đáng. AFA cho rằng, ngoài yếu tố nhân quyền không được coi trọng, khía cạnh luật pháp không nghiêm cũng bị coi là yếu tố quan trọng, khiến tình trạng lạm dụng tình dục không thể xóa bỏ tại Việt Nam. Và đây là hình chủ tịch nước lương cược. Ngoài chuyện người lớn bị quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục mà không thể lên tiếng, trẻ em lại là đối tượng bị xâm hại tình dục không ít ở Việt Nam. AFA kết luận, pháp luật Việt Nam hiện chưa xem lời khai của người bị xâm hại tình dục, đặc biệt của trẻ em là chứng cứ buộc tội, mà cần phải có chứng cứ cụ thể, nên để xử lý được đối tượng phạm tội sẽ vô cùng khó khăn. Người bị xâm hại tình dục ở Việt Nam chưa ý thức được việc phải kêu cứu ngay khi bị lạm dụng, bị quấy rối, do điều này không được dạy từ môi trường học đường từ bé như ở các nước phương Tây. Hơn nữa, tại Việt Nam vẫn còn nhiều gia đình cảm thấy ngượng ngùng khi nhắc đến vấn đề giáo dục giới tính. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bê bói cận vệ lương cường và vấn đề quấy rối tình dục tại Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyên nhân Tô Lâm đưa ra cảnh cáo đối với Vương Đình Huệ Ngày 22 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của Gió Bớt vì sao Tô Lâm cảnh cáo Vương Đình Huệ. Theo đó tác giả cho hay, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Triều Đại Tô Tổng đã phá rào ra quyết định chưa có tiền lệ, kỷ luật, cảnh cáo của thành viên tứ trụ Vương Đình Huệ. Và đây là hình bài trên AFA. Quyết định này cũng phá vỡ chủ trương của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là ưu ái cho các đồng chí nhúng chạm được từ chức theo nguyện vọng. Vương Định Huệ, Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng từng được hưởng đặc ân này. Huệ sai phạm cụ thể như thế nào? Mức cảnh cáo có thỏa đáng hay chưa? Đã cho thôi giữ chức về hưu giờ kỷ luật có vi phạm nguyên tắc nhất sự bất tái cứu hay không? Tác giả cho rằng điều người ta bất ngờ là Tổng bí thư Tô Lâm đã phá rào, đạp đổ bức tường vô hình nhưng kiên cố xưa này luôn bảo vệ các tứ trụ an toàn tuyệt đối vì kỷ luật cảnh cáo cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch Quốc hội và treo nợ với cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vì đang điều trị bệnh, xưa nay chưa từng có. Phải chăng đây là biểu hiện đốt lò trong kỷ nguyên mới của Tô Tổng hay không? Tuy nhiên, vì kỷ luật Vương Đình Huệ vẫn còn đó những khuất tất bất thường. Như thông lệ trước nay, các sai phạm của đơn sự là cán bộ cấp cao vẫn được nêu chung chung, mơ hồ. Tác giả nhắc lại, ngày 25 tháng 4, dưới triều đại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đó với Vương Đình Huệ. Và đây là hành tổng bí thư Tô lầm. Lần này, sau vài tháng, Bộ Chính trị và Ban bí thư kỷ luật cảnh cáo Vương Đình Huệ với nội dung sai phạm khác lần trước là có thêm đoạn đã vi phạm quy định của đảng, nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực và không có cụm từ chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Theo tác giả Gió Bất, Tô Tổng cũng đã đánh người dưới ngựa, giảm lên chủ trương chống tham nhũng nhân văn, nhân ái, một phát kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, do thông báo không dám gọi tên, không nêu cụ thể hành vi Vương Đình Huệ, vi phạm quy định pháp luật là gì, có nhận hối lộ không. Bao nhiêu tiền trong số hàng ngàn tỷ đồng sai phạm của công ty Thuận An gắn liền với việc cho ông Huệ về hưu nên người ta vẫn băn khoăn Liệu kỷ luật như vậy có phải là đưa cao đánh khẽ cho tội phạm hạ cánh an toàn? Vẫn theo tác giả, Tô Tổng vốn là người thực tiễn, bận rộn trong công ngàn việc, chắc chắn không rảnh rang hợp hành xử lý những việc vô nghĩa. Chắc chắn việc xử lý lần này phải có hậu ý liên quan đến cuộc đua nhân sự trong đại hội 14 sắp tới. Tác giả lưu ý, bối cảnh vừa qua, phát biểu đâm hông tân tổng thống tân Tổng thống Trùm về chính sách thương chiến của Chủ tịch nước Lương Cường tại Hội nghị Thượng định APEC cho thấy họ Lương đã nghiêng cây tre về phía Trung Quốc. Dư luận cũng cho rằng Vương Đình Huệ, vốn đứng đầu nhóm Nghệ An, có số ủy viên trung ương đông đảo nhất. Vương Đình Huệ mất ghế, vai trò quan trọng của phe Nghệ An vào tay Phan Đình Trạc. Và đây là hình của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau khi về hưu, Vương Đình Huệ vẫn năng nổ cùng nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc các nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự các sự kiện lễ lạc của quốc gia như trong lễ viếng Lăng Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Tác giả nhận xét, ý chí Vương Đình Huệ vai vế Phan Đình Trạc cho thấy Phan Nghệ An vẫn còn là thế lực đáng gầm. Trong hàng tứ trụ hiện nay, ngoài Trần Thanh Mẫn không có lực lượng hậu thuẫn khải dĩ, ba trụ còn lại đều có lực lượng riêng. Tác giả kết luận, cuộc chiến giành xuất đặc biệt, trụ hạng trong nhiệm kỳ Đại hội 14 giữa tam đầu chế Tô Lâm và Minh Chính, Lương Cường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Muốn giữ ngôi vương, Tô Lâm phải tận dụng vũ khí đốt lò, việc cảnh cáo Vương Định Huệ không chỉ nhằm trấn áp thế lực nghệ an. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyên nhân Tô Lâm đưa ra cảnh cáo đối với Vương Định Huệ Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thập báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.